Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thì việc liên kết trong việc đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bởi vì sự liên kết này không chỉ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo của các trường đại học mà còn thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Đây là buổi lễ công bố đề tài và chuyển giao công nghệ máy lọc nước dành cho gia đình giữa Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUSET và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Newlight có trụ sở chính tại khu công nghiệp Sông Mây, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai vừa diễn ra trong tuần qua. Sau gần 2 năm tiến hành nghiên cứu thử nghiệm, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Lâm Vĩnh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm, cùng các nghiên cứu sinh của trường và kỹ sư của công ty Newlight đã cho ra đời hệ thống máy lọc nước dành cho hộ gia đình treo tường, tích hợp nhiều chức năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện nay cái sản phẩm RoRKai thì cái đầu tiên á, về cái chất lượng sẽ được cải tiến bởi Viện Khoa học Ứng dụng của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối kết hợp với lại công ty các kỹ sư của công ty Newlight nghiên cứu phát triển cái dòng sản phẩm này đó để nó có một cái chất lượng tốt hơn. Cái thứ hai nữa là cái mẫu mã nó hoàn hảo hơn, nó là mẫu mã độc quyền trên thị trường sẽ không có cái mẫu mã này. Và cái thứ ba nữa là cái chế độ lấy nước của nó sẽ nhiều hơn, và đặc biệt là có cái chế độ nước ion kiềm, là một cái nguồn nước mà hiện tại trong xã hội đang rất là cần thiết. Và trong xã hội thì hiện nay đang quan tâm rất nhiều đến cái nước ion kiềm, bởi vì đó là một nguồn nước rất là tốt cho sức khỏe, thậm chí nó hỗ trợ phòng tránh được các căn bệnh. Thì chúng tôi đang tập trung phát triển như vậy để tung ra thị trường, muốn tìm tòi những cái mới và phát triển cái thương hiệu làm sao phù hợp với cái điều kiện của người Việt Nam. Và đó cũng là một cái mong muốn và bản thân tôi làm trong ngành nước và cũng như Viện Khoa học Ứng dụng. Cho nên từ đó chúng tôi là kết nối để thực hiện những cái đề tài này, tức là cái dự án này. Và kết quả thì các bạn thấy rồi đó, thì cũng là bước đầu thôi, nhưng mà cũng là đánh dấu một cái sự kết hợp là cũng khá là tốt, và hy vọng là sẽ tiếp tục được như thế. Việc chuyển giao này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng về hợp tác doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu của giảng viên, sinh viên. Sản phẩm này thực sự là nó không phải là mới, nhưng rõ ràng nó ở cái sản phẩm này nó có những tính năng mới, nó có những đặc điểm mới, và đó là một cái kết quả nghiên cứu phối hợp giữa doanh nghiệp, giảng viên và các bạn sinh viên ở trong trường. Như vậy, thông qua cái hoạt động dự án này thì các bạn sinh viên được tham gia vào các cái hoạt động cùng với lại các thầy cô của mình, cùng với lại các doanh nghiệp, để rồi chuyển hóa từ một ý tưởng hoặc là từ một cái nhu cầu ra thành một cái sản phẩm ứng dụng. Và thông qua đây, thông qua cái buổi lễ này cũng sẽ gọi là góp phần làm cho cái sự lan tỏa cái tinh thần nghiên cứu ở trong tất cả các em sinh viên, nhằm hướng đến cái mục tiêu đó là đào tạo ra một cái nguồn nhân lực có cái khả năng nghiên cứu và có cái khả năng gọi là phát triển các sản phẩm. Tại buổi lễ, đại diện nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Lâm Vĩnh Sơn đã trình bày khái quát quá trình thực hiện dự án, những ứng dụng và điểm mới của sản phẩm. Theo đó, dự án nghiên cứu này là tâm huyết của Viện Khoa học Ứng dụng HUSET nhằm cải thiện hệ thống lọc nước chất lượng cao với giá thành hợp lý. Công nghệ và thiết bị có thể áp dụng lắp đặt ở quy mô nhỏ và trung bình cho hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của xã hội. Đặc biệt, việc hợp tác cùng doanh nghiệp trong áp dụng nghiên cứu khoa học vào sản xuất thương mại cũng là một hoạt động quan trọng của viện nhằm cung cấp nhiều sản phẩm giá trị đến với cộng đồng. Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cho giảng viên học hỏi thêm, gắn liền đào tạo với thực tiễn, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên vừa học lý thuyết vừa thực hành để thấy được ứng dụng của nghiên cứu vào phục vụ xã hội. Lợi thế của nó là có thể nó rất là nhỏ gọn và nó phù hợp với trong cái điều kiện của người Việt Nam. Tức là trong cái quá trình mà để chiết rút các cái sử dụng nước để xài ấy, thì chúng ta đã tiết kiệm được điện năng. Trong quá trình ví dụ như chúng ta chiết rút thì chúng ta dùng bơm, thì ở đây chúng tôi dùng cái phương pháp là thủy lực, là rất là đơn giản. Và trong cái nghiên cứu của chúng tôi cũng là nghiên cứu là thành có thực ra có 4 chức năng, thay vì hiện nay trên thị trường thì nó có 3 chức năng.
thì chúng tôi có tích hợp có thể làm được 4 chức năng. Trong 4 chức năng thì có như thông thường, 3 chức năng như thông thường, và chúng tôi có làm thêm một cái chức năng là có thể sử dụng cái lọ nước lọc tinh khiết để cho sử dụng trong một số trường hợp mà trong các phòng thí nghiệm có thể làm ở mức độ không yêu cầu quá cao. Các khách mời trong buổi lễ đã rất ấn tượng khi chứng kiến hoạt động chạy demo trình diễn sản phẩm nghiên cứu và trải nghiệm thành phẩm nước sạch an toàn được lọc từ chiếc máy này. Dự án là một trong những nghiên cứu tâm huyết của công ty New Life và Viện Khoa học ứng dụng Hotech, được xây dựng dựa trên nhu cầu sử dụng nước sạch của xã hội và thể hiện mong muốn tạo ra hệ thống lọc nước an toàn với giá thành hợp lý dành cho hộ gia đình. Đây cũng là mong muốn và chiến lược của công ty New Life khi thực hiện dự án. Nói về việc hợp tác với Viện Khoa học ứng dụng của trường đại học thì cái điều này cũng là một điều rất là may mắn cho công ty. Bởi vì sao? Bởi vì được hợp tác với Viện Khoa học ứng dụng là bởi với các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu và phát triển. Tất nhiên là trên thị trường thì đã có những cái phiên bản đó rồi, nhưng mà chúng tôi kết hợp với trường đại học để phát triển, nâng cao chất lượng của sản phẩm này hơn để đưa ra những nguồn nước tốt hơn. Và với một hứa hẹn là cho ra những cái sản phẩm nó đảm bảo chất lượng tốt nhất trên thị trường. Với lại một cái hứa hẹn nữa đó là sẽ tạo dựng được cái thương hiệu để bùng nổ trên thị trường và giúp cho rất nhiều người tiếp cận và biết đến cái dòng sản phẩm này để được sử dụng những cái sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Vâng, thì thực ra thì như chúng ta đã biết, cái việc mà để đào tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp thì cái sự đồng hành giữa nhà trường và các doanh nghiệp là một cái sự liên kết gọi là vô cùng quan trọng. Thì nhà trường thì gọi là xác định với một cái mục tiêu đấy, thì nhà trường đã có những cái hoạt động gọi là hợp tác với lại các doanh nghiệp ở trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, nhằm hướng đến cái việc là đào tạo cái nguồn nhân lực và tạo cho các em sinh viên một cái môi trường học tập và một cái môi trường phát triển một cách tốt nhất. Thì cái hoạt động mà ngoài những cái hoạt động liên quan tới thực tập trải nghiệm rồi học tập rồi và gọi là thực tập tại các doanh nghiệp rồi các dưới dạng các hội thảo seminar vân vân, thì cái hoạt động hợp tác cùng với lại các cái doanh nghiệp để nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm, tạo ra những cái công nghệ để mà đi đến cái việc thương mại hóa cái sản phẩm thì đã được nhà trường chú trọng từ lâu. Và hiện nay thì cho tới thời điểm hiện tại thì nhà trường cũng đã có được rất là nhiều những cái dự án chuyển giao cho công nghiệp. Các dự án đấy đến từ các nghiên cứu của các thầy cô, các giảng viên, thậm chí là của những cái gọi là kết quả nghiên cứu của các em sinh viên. Thì hiện nay thì trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái lực lượng, có một cái lực lượng các nhà khoa học trẻ rất giỏi và rất là dồi dào. Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ là một hoạt động quan trọng trong quan hệ kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp, để những sản phẩm nghiên cứu của giảng viên, sinh viên có thể đến gần hơn với thị trường tiêu dùng, khẳng định chất lượng đào tạo gắn liền với thực tiễn mà nhà trường đã triển khai trong thời gian qua. Vâng, thưa quý vị, hy vọng trong tương lai sắp tới, mối quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp sẽ càng phát triển hơn nữa thông qua các hoạt động, trong đó có việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong vấn đề nhân sự và công nghệ. Riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và truyền thông New Life, đây là một hướng đi đúng để khẳng định tên tuổi và thương hiệu riêng của mình trên thị trường. Tọa lạc tại khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và truyền thông New Life là một trong những doanh nghiệp trẻ có hướng đi và chiến lược phát triển bền vững. Dù mới có mặt trên thị trường nhưng sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt khắp cả nước. Doanh nghiệp cũng có nhiều chi nhánh phủ rộng khắp cả nước. Ngoài chiến lược truyền thông về nước sạch cộng đồng, New Life đang phát triển dòng thương hiệu độc quyền máy lọc nước mang thương hiệu VeroSky. Trong đó có dòng sản phẩm máy lọc nước treo tường tích hợp nhiều chức năng ưu việt vừa được công bố và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, New Life còn cung cấp các sản phẩm chính hãng nổi tiếng nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Liên bang Nga, Hàn Quốc. Với mục tiêu, với sứ mệnh đó là mang nguồn nước sạch đến cho người dân, cho hàng trăm ngàn, hàng triệu hộ dân trên đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì đến tại thời điểm này thì qua một quá trình phát triển, phấn đấu, nỗ lực thì trải qua rất nhiều cái khó khăn, ví dụ như dính vào dịch Covid này, ví dụ như dính vào khủng hoảng kinh tế này,
Nhưng đến tại thời điểm hiện tại thì công ty chúng tôi cũng đã phát triển được rất nhiều tỉnh thành ở toàn bộ khu vực miền Nam này. Các sản phẩm tại doanh nghiệp này được khách hàng cả nước ưa chuộng vì nhỏ gọn, tiết kiệm và trên hết là chất lượng sản phẩm được cải tiến so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ngoài ra, các chế độ về hậu mãi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng cũng được công ty đặc biệt quan tâm. Doanh nghiệp có lực lượng nhân sự hùng hậu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ở đâu cần, ở đó có nêu vai. Chỉ tiêu để chăm sóc khách hàng và chúng tôi luôn luôn để thay lỗi định kỳ và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất của doanh nghiệp chúng tôi, để chúng tôi có những khách hàng xài tốt để giới thiệu ra. Tại vì hiện nay thì thị trường đang trong thời kỳ thoái hóa thì tất cả các doanh nghiệp đều rất khó khăn, nhưng mà riêng doanh nghiệp chúng tôi được chăm sóc khách hàng một cách bài bản nhất có thể và thay lỗi những cái lỗi lọc định kỳ, thì sau đó khách hàng sẽ ủng hộ hoặc cũng như là giới thiệu cho người thân và bạn bè ủng hộ sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi. Chính vì vậy nên dù hoạt động trong nước kinh tế gặp nhiều khó khăn, song doanh thu của công ty luôn duy trì ở mức năm sau cao hơn năm trước. Trung bình mỗi năm doanh nghiệp này tung ra thị trường trên 2.000 sản phẩm. Riêng trong năm nay, với việc ra mắt dòng sản phẩm mới và chiến lược riêng, Newfly kỳ vọng con số 5.000 sản phẩm sẽ được đưa đến tận tay khách hàng trên cả nước. Để làm được điều này, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, lắng nghe những phản hồi từ phía khách hàng, thường xuyên họp bàn phương án kinh doanh để đưa ra những chiến lược cụ thể cho từng địa bàn. Đặc biệt là việc thường xuyên nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, hướng đến những giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp và khách hàng. Tôi cam kết rằng là phải chăm sóc, đặc khi chúng tôi đã đưa thị trường công nghệ nào, chúng tôi cam kết rằng là phải đảm bảo cái nguồn nước, đảm bảo cái sản phẩm chúng tôi đưa ra. Sau khi chúng tôi bán ra, thì họ là dùng xong rồi, họ cảm thấy là sản phẩm tốt, họ tuyên truyền, họ cho dùng người nhà, thậm chí người thân họ dùng. Bên cạnh đó, công tác nhân sự cũng được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, bởi theo doanh nghiệp này, chỉ có những nhân sự giỏi, nhiệt huyết, gắn kết với nhau thì khi đó doanh nghiệp mới phát triển và đi lên. Bên bộ phận nhân sự có những cái phương pháp để gắn bó các cái thành viên trong công ty với nhau. Đầu tiên là chúng ta phải là có xây dựng một cái văn hóa ứng xử trong công ty tốt đẹp. Kế đến là chúng ta sẽ thường xuyên tổ chức những cái hoạt động kết nối, giao lưu với nhau như là team building để các bạn lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhau, gắn kết với nhau qua các hoạt động vui chơi, giải trí để chia sẻ vân vân, thì các bạn sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ thường xuyên là đầu tư, rất là đầu tư phát triển nhân sự về chiều sâu lẫn chiều rộng, nâng tầm nhân sự mình lên, nâng tầm hiểu biết thường xuyên là kết nối với nhau qua cái việc học hỏi. Và phương châm của bên nhân sự bên trung tâm là mỗi thành viên đều phải mềm lòng, đó là khi bước vào bên công ty chúng tôi đều truyền tải cái thông tin đó là yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, cùng tiến cùng thành công. Theo thống kê, thị trường máy lọc nước tại Việt Nam có mức tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây. Lý do thị trường máy lọc nước tăng cao là do chất lượng nước suy giảm và nhận thức người tiêu dùng về sức khỏe tăng lên do sự hiện diện của các chất độc hại và cả vi khuẩn trong nước uống. Với nhu cầu sử dụng máy lọc nước ngày càng cao dẫn đến sự hiện diện của nhiều thương hiệu máy lọc nước trên thị trường, thì người tiêu dùng lại đưa ra các tiêu chí khắt khe hơn đối với việc lựa chọn máy lọc nước. Trước cơ hội này, nhiều nhà đầu tư đã chủ động tiến vào ngách thị trường cao cấp, phân phối dòng máy tạo nước ion kiềm dầu hydro, không chỉ lọc sạch nước mà còn tạo ra nước tốt cho sức khỏe. Thưa quý khán giả, hiện nay, nhu cầu máy lọc nước trên thị trường Việt Nam ngày càng cao, đặc biệt là các dòng máy lọc nước cao cấp tạo nước sức khỏe. Do vậy, đầu tư vào lĩnh vực này đang là một chiến lược khôn ngoan của các doanh nghiệp. Chương trình Hội nhập Kinh tế xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.